Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên kênh truyền hình Vi Channel và tôi là diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp một người mà từ năm 36 tuổi có một bước ngoặt trong cuộc đời của anh ấy. Anh ấy đã quyết định gắn bó với nghề gốm và anh ấy nói rằng mình sẽ gắn bó với nghề gốm đến hết cuộc đời. Người ấy tên là Nguyễn Trung Thành, đang có mặt ở trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào anh Nguyễn Trung Thành. Vâng, xin chào Phan Đăng, xin chào quý vị khán giả. Từng có hơn 15 năm kinh nghiệm khởi nghiệp kinh doanh, quản lý ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, marketing, có nhiều bước ngoặt ngay từ khi còn rất trẻ. Sau nhiều năm kinh qua trên thương trường, Nguyễn Trung Thành mỗi lần bắt đầu lại một lĩnh vực hoàn toàn mới và mỗi một lĩnh vực đều mang cho anh nhiều trải nghiệm đáng quý. Bước vào địa hạt mới, Nguyễn Trung Thành hiểu rõ không thể dập khuôn theo một lý thuyết sáo rỗng và làm theo những mô hình khởi nghiệp trong sách vở mà chỉ có thể dựa vào kiến thức, thực tế, kinh nghiệm và sự kiên trì mới giúp mình đứng vững để thành công. Hãy lắng nghe những chia sẻ từ anh trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời tuần này. Vâng, xin chào anh Nguyễn Trung Thành. Anh có thể gửi lời chào quý vị khán giả được không? Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem cái đoạn phỏng vấn ngày hôm nay. Xin chào Phan Đăng. Dạ, không chỉ là một đoạn phỏng vấn đâu, mà là cả một chương trình anh ạ. Dạ. Tên là Bước ngoặt cuộc đời. Và chúng ta sẽ nói về những bước ngoặt trong cuộc đời của anh Thành. Mà tôi xin được mạo muội gọi là anh Thành gốm. Có được không ạ? Vâng. Anh Thành có thể chia sẻ một chút về bản thân cũng như là công việc hiện tại của anh được không? Vâng. Xin cảm ơn Phan Đăng đã dành cái thời gian để có cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thì đúng như là mình đang định danh trên các nền tảng số, mình gọi là Thành Gốm Việt, tức là trên Facebook này, trên TikTok này, thì cũng như ở công ty thì mình cũng đang tức là gắn bó, xác định là từ bây giờ cho đến cuối đời thì sẽ đi theo cái con đường gốm và con đường gốm Việt, để làm sao mà cuối đời tức là tạo ra được một cái bức tranh, tức là một cái đích đến mà giúp cho cái bản đồ gốm của Việt Nam nó được hiển thể nhận một cách rõ hơn, và gốc rễ là những cái căn nhà, nếp nhà và những cái văn hóa truyền thống của người Việt nó sẽ hòa quyện với những giá trị gốm truyền thống của người Việt, và định vị được là gốm Việt nó có một cái điểm rõ ràng trên cái gọi là bản đồ thế giới về gốm của Việt Nam và thế giới. Thì đấy là một trong những cái ước mơ của mình. Anh lúc nãy có tiết lộ đó là kinh doanh từ sớm và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Vâng. Công nghệ thông tin này. Vâng. Truyền thông này. Vâng. Tôi nghe thì thấy là không liên quan gì đến gốm cả. Dạ. Thế điều gì mà đột nhiên năm 36 tuổi anh lại rẽ một bước ngoặt để mà gắn bó với gốm như vậy? Vâng. Tức là mình thì mình khởi nghiệp rất là sớm, tức là khoảng tầm năm 20 tuổi thì lúc đó đã sáng lập một công ty rồi. 20 tuổi mà 20 ở tuổi. Thời của anh đó. Đúng rồi. Là rất là đặc biệt đó. Rất là đặc biệt, lúc đó đang là sinh viên năm thứ nhất. Đúng thì rồi. Thực ra là cái ôi trời. Cái gia đình của mình rất là khó khăn, phải nói sinh ra trong một cái vùng quê rất là nghèo ở Lập Thạch. Thế thì khi mà mình học cái trường đại học đầu tiên là Đại học Lâm nghiệp. Thực ra đấy là một cái trường thi đệm thôi, đệm để mình vào đó học, và cái mơ ước là phải học ở Học viện Bưu chính, bởi vì trong gia đình ngày xưa là mẹ làm trong ngành bưu điện và một số người thân trong gia đình thì ước mơ là sẽ phải đi theo cái nghề đó. Thế thì khi học trên Đại học Lâm nghiệp một năm thì bắt đầu là sẽ đã thi chuyển xuống Học viện Bưu chính. Thế thì khi mình thi xuống thì mẹ mình có nói rằng là tức là có một cái cặp bò duy nhất mà gia đình nhà mình sẽ bán đi để đóng học phí cho con và đóng cái tiền để cho con chuyển trường cái năm đầu tiên, và cũng chỉ có thể là lo được 3 tháng tiền để nuôi ăn học thôi, thế còn lại là con sẽ phải tự lo. Thế thì khi xuống tới Học viện Bưu chính thì cái khó khăn của gia đình nó dồn lên, và chính cái điều đó thì mình cũng chỉ có một cái khoảng thời gian rất ngắn là mình phải tự lo cuộc sống. Và cũng nếu như các cái bạn sinh viên cùng lứa thì suốt cái thời gian đầu thì người ta sẽ nghĩ đến cái chuyện là sẽ phải học như thế nào, nhưng mình thì mình nghĩ rằng là làm cái gì để sống, để kiếm tiền để tồn tại. Đấy, bởi vì mình chỉ có 3 tháng thôi, cặp bò đấy bán đi đủ trong 3 tháng, tức là đủ đóng học phí này, đủ đóng học phí và trang trải tiền ăn trong vòng 3 tháng. Trời, sau 3 tháng đó mà là, không kiếm được tiền là đói là đó. Đói là coi như là xong ấy. Số phận thử thách sớm rất quá. Là thử thách đấy. Thế nhưng cũng rất may mắn là lúc đó mình thì mình học ở trên Đại học Lâm nghiệp thì mình cũng đã là hơn các bạn ấy tuổi, vì ngày xưa lúc học cấp 1 ấy thì lúc đó là đến học đến lớp 5 là gần như không biết chữ luôn.
Đấy, nhưng mà từ lớp 5 trở đi thì bắt đầu vào lớp 6 là bắt đầu học rất là khá và bắt đầu học rất giỏi luôn, mà có thể nói là giỏi nhất trường và trở thành một hiện tượng. Bây giờ nếu về quê thì nhắc đến tên mình ai người ta cũng biết. Thế nhưng mà từ khi mà bắt đầu vào cấp 2 là bắt đầu mình học rất khá, bởi vì thực ra nó cũng có một cái biến cố gia đình. Lúc đó thì mình có một người chị gái là chị bị chó dại cắn trong mắt. Thế thì trong rất nhiều đêm, tức là đêm nào mình cũng tỉnh vào tầm 3, 2-3 giờ sáng ấy, là đều nghe thấy tiếng mẹ mình khóc trong đêm. Mà nó, cái tiếng khóc đấy nó kéo dài nhiều năm, chứ nó không phải là một lần. Tức là bà cứ ngủ đến 2-3 giờ sáng bà dậy bà không phải là ngủ mà gần như khóc cả đêm luôn. Nhưng mình thì thường mình ngủ đến giờ đấy thì mình bị dậy. Tiếng khóc nó tác động vào. Thì bắt đầu mình mới tỉnh dậy. Và đêm nào mình thấy như thế. Mà lúc ấy thì gia đình rất là nghèo, cộng với cái chuyện là chị gái thì mất. Và khi lên lớp 6 thì cái việc đầu tiên mình khi xếp chỗ ngồi ấy, thì thầy cô giáo xếp vào cái gọi là một bên lớp trưởng, một bên lớp phó. Bởi vì mình mặc định là một cái người học rất dốt và rất nghịch, thế nên là phải cho hai cái bạn ấy để kèm. Thế sau đó thì trong cái thời gian mà bắt đầu học cấp 2 đấy thì là dành rất nhiều thời gian để bắt đầu học lại chữ cái, bắt đầu học bảng cửu chương. Và đến lớp kỳ 2 của lớp 6 thì bắt đầu đã học sinh tiên tiến. Và bắt đầu lớp 7 là đã học, có thể nói là học giỏi, tức là học đều tất cả các môn toán lý hóa. Vượt lên rồi các bạn. Và đến lớp 8 là bắt đầu giỏi nhất trường và nhất cái xã đấy. Quay cái ngã rẽ đấy thì đến khi bắt đầu vào đại học thì thực ra cũng vì cái sức ép tâm lý nó rất là lớn. Thực ra ngày xưa học rất giỏi nhưng mà cái lúc thi lại bị trượt. Đấy, tức là cái kỳ vọng của trường đầu tiên ấy là không đỗ. Thi vào học viện thông là không đỗ. Dạ. Đấy, thế nên là mới thi sơ cua vào học viện đại học lâm nghiệp. Thế sau đó sang năm lại phải thi ngược lại. Những cái như vậy nó mới là ngã rẽ. Thực sự nó ngã rẽ là nó bắt đầu từ lớp 5, lớp 6 ấy. Thế còn những sau này về công việc thì thực ra nó là... Và ta trở lại cái cột mốc là khi mà anh chuyển về trường bưu chính đi. Rồi. Mà gia đình phải bán đi một cái cặp bò. Đúng rồi. Và anh chỉ có 3 tháng thôi. Vì cái cặp bò đấy bán thì trả học phí này. Đúng rồi. Rồi ăn trong 3 tháng thôi. Đúng rồi. Mà nếu như sau 3 tháng đó anh không làm ra tiền là anh chết đói. Có thể chết đói, bởi vì lúc đó gia đình nói rằng bố mẹ không thể vay được nữa. Và lúc đó anh lập tức khởi nghiệp. Thì lúc đó là bắt đầu mình mới may mắn hơn là mình có các cái bạn trong trường ấy, thì mình cũng rất hay nói chuyện. Và bây giờ là gia đình nhà tao như thế, nếu mà không có lo được thì sẽ không có tiền đi học được. Thì có một cái cậu có học cùng thì cậu bảo là em có một cái cô bạn, cô ấy làm học ở trường kinh tế mà cũng mới xuống Hà Nội được 2 năm thôi. Nhưng bây giờ em thấy là cái tức là cũng đã đi làm thêm và kiếm được tiền rồi. Đấy, thế thì mình mới nói với bạn đấy là đưa anh xuống anh gặp cái bạn ấy xem như nào. Thế thì bạn ấy dẫn mình qua và cũng rất may mắn là mình cũng bắt đầu đi làm thêm từ cái lúc mà năm thứ nhất, cái kỳ đầu ấy, thì là cũng đi tiếp thị mỹ phẩm này, rồi thì đi làm gia sư này. Đấy, thế nhưng rất may mắn là trong quá trình mình tiếp thị mỹ phẩm thì bắt đầu mình mới tìm hiểu và bắt đầu làm môi giới nhà đất, và đến khoảng sau 1 năm thì lúc đó bắt đầu là mở một cái doanh nghiệp riêng. Tức là khi mà đã có vốn liếng rồi đấy. Đấy, bắt đầu là có kinh nghiệm, ít nhất mình bắt đầu hiểu được. Là về lĩnh vực gì ạ? Môi giới bất động sản. Đấy là cái ngành mà làm đầu tiên. Làm đầu tiên cái lĩnh vực đấy, sau đó thì thực ra thì nó cũng phát triển rất là nhanh. Và đúng cái thời điểm này nó cũng đang là giải phóng đền bù cái sân vận động Mỹ Đình. Thế nên nó cũng rất nhiều cái cơ hội xoay quanh cho những người môi giới. Thế và thời gian đấy cũng có kiếm được tương đối là nhiều tiền. Và cũng là cái người mà mua được cái xe ô tô đầu tiên mà khi học cái năm thứ hai của đại học. Các bạn nhìn là ngưỡng mộ lắm. Đấy, thì nói chung là lúc đó thì cái sự tự hào nó cũng rất là tăng. Thế nhưng mà đấy cũng là một cái mà nó lại làm cho mình tiếp tục bước vào những cái thách thức cuộc đời tiếp theo. Kể ngay tiếp theo đấy. Thách thức. Câu chuyện này hấp dẫn quá. Tức là cái việc kiếm được tiền sớm ấy, nó cũng đẩy con người vào một cái sự ngạo mạn. Ảo tưởng nghĩ rằng là bây giờ trong cuộc đời này là không có gì khó cả. Ngày xưa cái chuyện gia đình mình nghèo mình cứ nghĩ rằng là nó như kiểu một cái số phận ấy. Thế nhưng mà không phải, bởi vì là đến khi mà mình bắt đầu đi làm thêm, làm kinh doanh và mở doanh nghiệp, bắt đầu có tiền thì mình nghĩ rằng cái việc kiếm tiền rất dễ. Và sinh ra một cái sự chủ quan và rất là ngạo mạn. Đấy, thì và đôi khi là còn coi thường người khác. Chứ không, cái coi thường thì không có, bởi vì mình từ bé thì mình không bao giờ mình coi thường ai. Bởi vì thực ra mình sinh ra trong một cái gia đình rất khó khăn và cái sự khiêm tốn ấy nó đã xuất phát từ ngày xưa đến giờ rồi. Và chơi toàn chủ yếu là chơi với những người nghèo. Đấy, và kể là bất kỳ những ai mà người ta hoàn cảnh thì lấy là cái lúc mà mình thích chơi với họ nhất. Còn khi người ta khá lên thì có thể mình lại có khoảng cách. Như bởi vậy vì mình là... lại không thích tiếp cận, cũng không thích là quan hệ xã giao với những cái người mà họ đang dùng cái sự thành công về vật chất, về công việc để họ tạo ra một cái vỏ bọc bên ngoài. Như vậy là khi mà anh đột nhiên nghèo rồi đột nhiên giàu. Đúng rồi. Thì anh thật ra anh không coi thường ai cả. Mà cái chính ý là mình tự ảo tưởng về bản thân mình thôi.
và tức cái là giá của cái sự ảo tưởng cái đó. Chính nó cái điều mà ảo tưởng thì cũng không hẳn mà chủ quan đúng nghĩa là chủ quan. Mình nghĩ là kiếm tiền là không khó, dễ quá đấy. Và lúc đó thì bắt đầu là với cái sự phát triển rất nhanh thì mở ra rất nhiều chi nhánh các công ty. Trong vòng 2 năm mình cũng mở khoảng 17-18 chi nhánh ở các tỉnh. Về bất động sản? Không, lúc đó dịch chuyển đang làm về đào tạo công nghệ thông tin. Lúc này là chuyển từ bất động sản sang đào tạo thông tin? Sang công nghệ thông tin và bắt đầu mở rất là nhiều. Và mình cũng thành lập cái trường dạy nghề công nghệ thông tin đầu tiên. Lúc đó nó cũng có những thời điểm mình có khoảng 5.000 sinh viên theo học đào tạo nghề công nghệ thông tin. Thế mở nhiều quá thì nó dẫn đến cái việc là gì? Là không quản lý được. Không quản lý được, và cái quyết định đầu tư của mình ấy, là nó đôi khi nó rất là, người ta có thể nói là trong một cái phút ngẫu hứng, trong ngồi cái quá trình ngồi uống rượu bia thấy thích cái ý tưởng nào gọi là tiến hành đầu tư ngay và triển khai mời các mối quan hệ, rồi thì anh em bạn bè học sinh sinh viên, rất nhiều mô hình được mở ra, nhưng cuối cùng là mình không quản lý được và nó thất thoát đi. Thế thì đến khoảng 2003 thì là bắt đầu có một cái cuộc vỡ nợ đầu tiên. Và cuộc vỡ nợ đấy cũng rất lớn, số tiền nó cũng trên dưới chục tỷ, là một con số rất lớn. Lúc đấy vàng nó chỉ có 500.000 một chỉ thôi. Thì cái cuộc vỡ nợ đấy rất là lớn. Thế nhưng mà cũng là may mắn là... Nhưng lúc đấy anh có gia đình chưa? Chưa, mình chưa có gia đình. Dạ. Đấy, thì thực ra là cái lúc đấy nói từ vỡ nợ thôi, nhưng thực ra là nó đối đầu với một cái sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ như là mình, chính mình là người trong cuộc, mình biết là mình đang tình trạng như thế nào. Thế thì sau cái sự khó khăn đấy thì bắt đầu là nó có những lúc nó đã rơi vào cái gọi là có thể nói là như một cái cuộc tuyệt vọng ấy, là không biết sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng rất may mắn là ngày xưa khi mà mình học, cái giai đoạn mình học đại học ấy và học cấp 3, cấp 2 ấy, thì mình có đọc một cuốn sách mà mình rất là thích cái cuốn sách đấy. Nhưng chính cái cuốn sách đấy nó cũng lại cho mình một cái động lực rất lớn, đó là cái cuốn Không bao giờ là thất bại, mọi thứ chỉ là thử thách. Nói về chân dung của chủ tịch tập đoàn Hyundai. Thế thì trong đó nó có một cái hình ảnh nói về con dẹp. Tức là mỗi một lần ông Chu Du ông ấy bỏ nhà ra đi, nó khoảng 8-9 lần gì đấy, thì nó mô tả như một cái con dẹp nó đạt được cái mục tiêu tìm kiếm để hút máu người. Thì ông mỗi lần ông nằm rồi ông ngồi rồi ông kê cái bục gỗ lên thì ông vẫn bị cái con dẹp nó hút được máu của ông ấy. Thì ông có nói rằng là suy nghĩ rằng là một cái con, tức là một cái con côn trùng vô tri vô giác như vậy mà nó còn đặt ra mục tiêu và nó còn đạt được mục tiêu, thì tại sao mình lại không làm được điều đó? Và đấy chính là cái sự ra đời của tập đoàn Hyundai ngày hôm nay. Đấy, thì mình có suy nghĩ rằng là mình có đến tột cùng của sự khó khăn, nhưng mà nếu mình bình tĩnh và mình chắc chắn sẽ tìm giải pháp. Và bên cạnh cái cuốn sách đấy mình có đọc một cái cuốn là Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đấy, thế nên chính nó cũng là một cái động lực rất là lớn. Thế thì khi mình bình tĩnh lại và mình nói lại cho những người anh mà trong thời gian đó họ cũng là những người thành đạt trong xã hội và đi trước mình, thì họ có tư vấn lại cho mình là trong cái bối cảnh này em phải hết sức bình tĩnh và gạch ra hết các cái vấn đề, đúng không? Và mình phải đàm phán, kéo dài tình huống để cho mình có cơ hội mình làm lại. Thế chính cái thời gian đó thì bắt đầu là mình chuyển từ môi giới bất động sản, làm bất động sản sang bắt đầu là làm về công nghệ thông tin. Chính là cái nút thắt của sự khó khăn đấy. Thì làm về công nghệ thông tin, thì lúc đó bắt đầu làm về đào tạo công nghệ thông tin, thì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà cũng nó là gần như giai đoạn đầu, thì nó cũng có được rất nhiều cái thành tựu và cũng dần trong vòng khoảng 2 năm thì cũng giải quyết hết những cái tồn tại. Nhưng mà lúc nãy anh còn nói là năm 2003 đó là anh vỡ nợ lần đầu tiên. Có nghĩa là sau đó anh còn vỡ nợ một lần nữa? Còn nhiều nữa, còn một số lần nữa tiếp theo. Thế ạ. Tức là anh vỡ nợ vài lần? Vài lần tiếp theo nữa, chứ không, đây không phải là lần đầu. Đó, cho nên là từ lúc đầu nghĩ rằng là làm giàu không khó. Đúng rồi. Thì về sau mới thấy rằng là làm giàu bền vững đó. Đúng rồi. Nói thế thôi chứ rất không khó. Dễ. Mà là rất khó đó. Đúng rồi. Mà là rất khó đó. Đúng rồi. Trong những lần vỡ nợ sau, lần nào anh thấy thấm thía nhất? Thực ra nói từ vỡ nợ, đấy là mình dùng cái từ như vậy. Để cho mình dễ hiểu. Dễ hiểu. Dạ. Như, tức là như dạ. Một cái cuộc khủng hoảng chính bản thân ấy. Khủng hoảng cả về tài chính, khủng hoảng cả về suy nghĩ. Tinh thần đó. Thì nói đúng nghĩa là người ta sẽ tuyên bố phá sản hay vỡ nợ chẳng hạn, đúng không? Nhưng bản thân mình thì chưa có một lần nào xảy ra cái chuyện đấy. Là tuyên bố phá sản hay vỡ nợ. Biết bao nhiêu những va chạm, biết bao nhiêu những lúc mà lên thác xuống gành. Nhưng mà sau bao nhiêu lần như vậy, trải qua bao nhiêu lĩnh vực như vậy, bất động sản, này, công nghệ, thông tin này, và chắc là còn nhiều thứ nữa. Thì cuối cùng cái bước ngoặt nào đã khiến anh chuyển về gốm và tự tin nói là sẽ gắn bó với gốm đến tận cuối đời? Khi mà mình bắt đầu làm công nghệ thông tin, dạ. Thì đi liền với công nghệ thông tin, lúc đó mình làm về giáo dục này, về nhà máy lắp ráp máy tính này. Thì trong suốt cái hành trình đấy thì bắt đầu là đến một cái giai đoạn là mình có triển khai một cái mảng về truyền thông nữa. Thế từ cái truyền thông đấy thì một giai đoạn mình là phó chủ tịch của công ty Netlink, là một trong những công ty lớn ở Việt Nam về sở hữu cái nền tảng Internet. Thì chính cái giai đoạn đó thì mình lại phụ trách cái mảng solution, tức là giải pháp
giải pháp digital marketing. Thì khi đi tư vấn cho một số tập đoàn và một số công ty lớn ấy, thì mình thấy một vấn đề xảy ra ấy, là bản thân các doanh nghiệp họ rất là cần và rất là khát khao ứng dụng cái gọi là cái marketing số vào trong doanh nghiệp. Thế nhưng không phải ông chủ nào hay là cái ekip nhân sự nào họ cũng thông thạo về cái đó. Thì nếu như mà mình nghiên cứu và mình lên một cái kế hoạch đủ hay ấy, thì chắc chắn mình sẽ thuyết phục được cái doanh nghiệp đấy thông qua. Thế nhưng từ đáy lòng mình ấy, thì mình phải khẳng định rằng là đó là một kế hoạch chắc chắn sẽ không hiệu quả. Thế chính vì thế thì mình mới nghĩ đến là làng nghề. Làng nghề đầu tiên là nó có một cái điều tuyệt vời nhất, đó là nó có câu chuyện. Thứ hai, nó có lịch sử. Ít nhất làng nghề nào thì nó cũng phải vài trăm năm cho đến ngàn năm, như Bát Tràng là 1000 năm. Đấy, còn các làng nghề khác trung bình là 500-600 năm. Thì đầu tiên là nó có cái yếu tố là gì? Cái câu chuyện lịch sử. Cái thứ hai nữa, nó có con người, đó là các nghệ nhân, báu vật nhân văn của quốc gia. Thứ ba nữa là nó có những cái nghệ thuật thủ công trên chính cái làng nghề đó. Và cái lớn hơn cả là nó chưa có bàn tay chuyên nghiệp về truyền thông và tiếp thị, thò tay vào cái làng nghề đấy. Lý do vì nó rất là nhỏ và những công ty lớn người ta sẽ không thò chân thò tay vào đấy. Và thêm một nữa là nếu như không kiên trì thì cũng sẽ thất bại. Và với cái suy nghĩ đó thì mình mang cái sự hiểu biết về marketing, mình bắt đầu ra đời cái dự án gọi là dự án 1102, đó là dự án tiếp thị về làng nghề. Và vì khi ra đời cái dự án đấy thì triển khai kết hợp với Quỹ Văn hóa Hà Nội và một số cái đơn vị triển khai cũng rất là rầm rộ, cũng có tới khoảng hơn chục ngàn bài báo viết về cái dự án đấy. Và cái điều cốt lõi nhất ở trong dự án này là gì thưa anh? Cái gốc rễ là làm thế nào để cho cái con người ở các làng nghề, nhất là các nghệ nhân, nhân vật chính của các làng nghề ấy, họ có một cái thương hiệu và gọi là danh và lợi, tức là danh tiếng nổi lên nhưng mà lại thu được cái giá trị kinh tế, đúng không ạ? Để từ đấy họ có động lực, họ giữ nghề. Em hiểu một cách nó đơn giản như thế này. Tức là trước đó thì họ làm rất là tự phát. Đúng rồi. Họ làm có thể là manh muốn. Đúng rồi. Và thật ra thì cũng có những người bỏ nghề đấy. Đúng rồi. Thế thì mục tiêu của cái dự án này là làm thế nào để cho họ có hiệu quả. Đúng rồi. Sản phẩm thì tốt hơn, vâng. Marketing quảng bá nhiều hơn. Đúng rồi. Và cái lượng tài chính, kinh phí mà họ thu được để sống với nghề cũng tốt hơn. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà đó, nói thì là như vậy, vâng. Nói thì dễ, nhưng mà anh làm thế nào thì có khó khăn chứ? Rất khó khăn, dạ. Cái động lực, cái suy nghĩ thì là như vậy. Nhưng khi bắt tay vào cái thì bắt đầu mình lại cũng bị một cái chủ quan, đó là mình tiếp cận một cái vòng rộng quá. Rộng quá có nghĩa là bắt đầu mình nghĩ rằng là tất cả các làng nghề ở Việt Nam là hơn 5.000, tức là 5.130 làng nghề gì đó, thì là mình nghĩ là mình sẽ làm hết đấy, và thành lập ra các cái bộ phận đi làm số hóa rồi làm cổng thông tin điện tử, rất là nhiều cái thứ. À, lúc đấy là anh là định làm từ gốm, từ sứ, làm từ tất cả các làng nghề luôn, đúng rồi. Ví dụ đấy, có cái gì là làm cái đó. Chính xác. Dạ. Thế sau đó đã tổ chức 2 cái cuộc tọa đàm về quy tụ các cái nghệ nhân lại để nói về cái giải pháp đó, và được rất nhiều các nghệ nhân người ta ủng hộ. Dạ. Thế tuy nhiên thì đấy là một cái cách tiếp cận mà ban đầu thôi, nhưng mà về lâu dài nó không hiệu quả vì là mình không đủ lực. Mình nghĩ như vậy thôi nhưng mình cũng không hiểu làng nghề như mình nghĩ. Cái kiến thức của mình ý, thật ra là kiến thức marketing. Đúng rồi. Kiến thức về truyền thông. Đúng rồi. Còn thật ra kiến thức về làng nghề là mình chưa. Mình chưa hiểu chưa. Và sâu. Cái mình hiểu cái họ cần. Nhưng cái sâu xa hơn cái họ cần ấy, đó là chính là cái chữ làng. Cái làng nó có những nét rất riêng, những cái sự hòa quyện ở bên trong, người ta gọi là những cái văn hóa riêng của các vùng quê Việt Nam. Và cái từ làng đấy chính là cái ranh giới mà nó ngăn tất cả cái sự tiếp cận. Và nó là cái thứ mà rất ít người có thể đục qua được. Đấy, nó văn là hóa làng, cái văn hóa làng xã, bởi vì sâu thẳm là không hiểu về làng, không hiểu về làng. Anh giải quyết điều này như thế nào? Đấy. Thế thì chính mình cũng lại bắt đầu gặp những cái khó khăn. Tức là đầu tiên thì mình tiếp cận ở diện rộng, nhưng sau đó cũng vì là vợ mình là người bên Gia Lâm, thế nên là có một số em trong gia đình lại làm gốm Bát Tràng, thì lúc đó bắt đầu mình mới chọn một cái làng nghề đầu tiên, đó là gốm Bát Tràng. Đấy, để mình bắt đầu là tập trung vào cái làng nghề đấy, để vì Bát Tràng nó cũng là một làng nghề lớn nhất của Việt Nam bây giờ, và cũng là một làng nghề nhiều năm tuổi nhất, truyền thống nhất, ngàn năm ở đấy. Thì bắt đầu là, và nó là nghề là 1000 năm chưa bao giờ tắt lửa đấy. Thì tập trung vào làng nghề Bát Tràng đầu tiên, và từ đó thì cái thương hiệu gốm gia tộc Việt được ra đời năm 2016. Thì cũng là mô hình đầu tiên ở Việt Nam mà ngày xưa mọi người muốn nghĩ đến mua đồ thờ, mọi người sẽ không biết cái tên nào cả. Và gia tộc Việt là thương hiệu đồ thờ đầu tiên của Việt Nam, là lấy cảm hứng từ chữ danh gia vọng tộc và ra đời cái thương hiệu đồ thờ. Đó là thương hiệu đồ thờ đầu tiên mà set up một cái combo đầy đủ trên bàn thờ. Đấy. Và nó được đặt tên ví dụ như là danh gia vọng tộc Hưng Thịnh rồi Bảo An, tức là từng bộ đồ thờ bắt đầu xuất hiện. Và có thể nói rằng là trong vòng 5-6 năm gì đó thì cái lượng mà các gia đình người ta sở hữu cái bộ đồ thờ đầy đủ của gia tộc Việt rất là nhiều. Thế thì khi phát triển như vậy thì nó có một cái lợi cho làng nghề là mọi người thấy cái mô hình ấy thành công. Và lúc đó công ty mở được 30 cái chi nhánh
ở các tỉnh. Thì mô hình thành công nên là rất nhiều người làm nghề người ta học theo. Thật ra thì gia tộc Việt và dấu ấn của 112 cũng là một trong những cái động lực lớn. Ở đây thì em phải ngắt lời anh Thành một chút, tức là em sẽ hình dung như thế này. Gia tộc Việt là kết nối với các nghệ nhân ở Bát Tràng và đặt hàng cho các nghệ nhân hoặc là bắt tay với các nghệ nhân để tạo ra những cái sản phẩm phục vụ cho cái thương hiệu gia tộc Việt. Và các nghệ nhân thì làm sản phẩm, còn anh thì làm marketing. Nó không phải là như vậy. Cái 1102 ấy, thì khi xuất hiện là làng nghề, ý đồ của 1102 là như vậy. Là như vậy. Nhưng mà gia tộc Việt thì lại là một thương hiệu hoàn toàn độc lập. Đấy, được mở ra giữa nhóm anh em của 1102 với một số nghệ nhân của Bát Tràng. Và ra đời cái thương hiệu đấy. Và thương hiệu đấy cũng lại sản xuất, lại kinh doanh từ đầu đến cuối. Đấy. Thế thì nhưng mà cái hay nhất của mô hình đấy là nó đóng gói được tất cả các quy trình, từ làm thương hiệu, từ làm hệ thống, làm cửa hàng, cho đến sản xuất, cho đến đặt tên, cho đến viết câu chuyện, cho đến tiếp thị, cho đến bán hàng. Bắt đầu nó lại nảy sinh vấn đề mình lại không phải là cái người có nghề trong sản xuất. Đúng rồi. Và bắt đầu mình sẽ gặp cái khó khăn về sản xuất. Đấy. Và thứ hai nữa là rất nhiều người ta làm như vậy. Đúng không ạ? Thì khách hàng người ta có rất nhiều sự lựa chọn. Có rất nhiều lựa chọn thì công ty lại cộng với cái Covid thì bắt đầu lại gặp khó khăn. Thực ra cái khó khăn nó đối với doanh nghiệp nó không phải là cái thách thức quá lớn với mình, nhưng ít nhất mình tự hào ấy, và rất có năng lượng ấy là cái việc của mình đi nó đúng. Đâm ra là rất nhiều các cái gia đình và rất nhiều những cái mô hình kinh doanh người ta học theo. Thì đấy là cái điều mình tự hào và mình tin là mình sẽ tiếp tục có những cái mô hình mới thành công hơn nữa. Và chính vì vậy thì mình có liên doanh với một cái chủ đầu tư và vận hành khai thác cái trung tâm tinh hoa làng nghề Việt ấy. Nó là một cái mô hình mà gọi là du lịch di sản trên chính cái câu chuyện là nghề 1000 năm mà do cô Vinh, Hà Thị Vinh là chủ tịch. Khi mà con em học ở trường đó và các cháu có những cái chuyến du lịch sang Bát Tràng đó, đúng rồi, là vào họ sẽ đến đấy, vào cái bảo tàng, vào bảo tàng đấy. Và các cháu nó còn được nặn chính xác các cái bát, các cái đồ thủ công mỹ nghệ, đúng rồi, có đúng không anh? Đúng rồi. Là chính là ở đó. Chính ở đó. À. Ở chỗ đó tổng diện tích khoảng 15.000 mét vuông, tổng diện tích sử dụng. Nó có đầy đủ các cái chức năng, ví dụ trung tâm trải nghiệm gốm này, bảo tàng tham quan này, rồi khu vực nghệ thuật, các cái nghệ thuật đương đại này. Đấy, rất là nhiều cái mô hình và khoảng 50 các cái kiosk gian hàng thủ công mỹ nghệ của các cái nghệ nhân ở Bát Tràng và nghệ nhân Hà Nội. Trong mấy năm qua, ví dụ như là cái cuộc gọi là Hoa hậu du lịch Việt Nam, thế giới cũng đã tổ chức ở đấy này, chung kết Hoa hậu du lịch thế giới này, rồi bước chân di sản của đạo diễn Hoàng Công Cường này, và năm vừa rồi thì VTV chiều cuối năm cũng ekip 6 MC xuất sắc của VTV xuất hiện ở bên đấy. Và nói chung là trong những năm qua thì rất nhiều những cái nhân vật nguyên thủ này, rồi các đại sứ này, thì gần như đều chọn cái điểm tinh hoa là nghề Việt là điểm cần đến tham khảo về cái mô hình văn hóa và du lịch di sản. Tức là từ cái chỗ mà trước đây là mình sản xuất gốm, tạo ra một cái thương hiệu là gia tộc Việt. Đúng rồi. Thì bây giờ mình chuyển ra là tạo ra một không gian. Đúng rồi. Để cho mà mọi người đến đó. Và như vậy là cái hướng vẫn là về gốm thôi. Đúng nhưng rồi. Anh có một sự dịch chuyển. Bản chất ấy thì nó không phải là sự dịch chuyển mà ngay từ khi cái 1102 được định hướng và ra đời ấy, thì nó đã có cái định hướng này là xúc, tức là gọi là hỗ trợ sự phát triển thương hiệu nghệ nhân trên môi trường, tức là môi trường số. Môi trường số và xúc tiến thương mại du lịch của làng nghề. À, thế thì nó vẫn nằm trong cái gạch, nó vẫn nằm trong cái trụ cột đấy thôi, nó không bị rời xa đâu. Thế thì cái mảng mà du lịch làng nghề thì nó cũng chính là một trong những cái hoạch định mà 1102 sẽ phải đi. Rồi cái sản xuất thương hiệu gốm cũng là một cái hướng phải đi. Thế nhưng mà sau khi vận hành cái thời gian vừa qua với cái tinh hoa làng nghề Việt thì mình có năm vừa rồi có sáng lập một cái thương hiệu nữa là gọi là ngàn năm gốm Việt. Vì bây giờ bắt đầu mình suy nghĩ cái việc là gì, không phải bây giờ làm gì nữa, mà tương lai sau này thì mọi người sẽ làm gì với cái ngành gốm của Việt Nam. Đấy, chúng ta sẽ đứng đâu ở đâu. Và bây giờ thì cái ngành gốm của chúng ta nó cũng có rất nhiều cái đổi mới, rất nhiều cái phát triển, nhưng mà phải cần một cái bản sắc rất rất là Việt. Và mình có một cái ước mơ rằng là trong vòng 20 năm nữa thì đại đa số những cái ngôi nhà được sử dụng rất nhiều những cái chất liệu của gốm Việt được hòa quyện trong đó. Gốm Việt không có nghĩa là chỉ là của công ty của mình, mà có rất nhiều những cái công ty sẽ tham gia vào cái quá trình và tạo ra những cái sản phẩm. Ví dụ như là các cái gạch, những cái đồ ví dụ nội thất, kiến trúc, xây dựng này kia, bây giờ chúng ta nhập của nước ngoài rất là nhiều, thì tại sao lại không phải bằng cái đồ gốm của Việt Nam? Đấy. Và từ đấy một cái không gian nó rất là Việt và nó rất là ấm cúng. Nhưng ở đây thì em nảy ra hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, vậy thì cái gốm Việt của mình nó khác gì so với gốm của những nước khác? Và cái câu hỏi thứ hai đó là anh còn nói là 1000 năm nữa gốm Việt nó sẽ đi đâu? Nó về đâu? Thì trong hình dung của anh 1000 năm nữa điều gì sẽ xảy ra? Tức là cái gốm của Việt Nam bây giờ nó khác gì so với nước khác ấy? Dạ. Thì thứ nhất là nó có những cái kế thừa đặc trưng của văn hóa gốm của chính Việt Nam ngày xưa. Ví dụ như là thế kỷ 11, cái gốm Hoa Nâu là một trong những cái gốm mà được
phát triển cái thời đấy là thời Đại Việt đấy là tốt nhất, là thời phát triển hưng thịnh nhất, và nó cũng ăn rất sâu cái nét gọi là gắn liền với văn hóa Phật giáo, bởi vì tất cả những cái họa tiết trên đó thời Lý Trần thì cái họa tiết hoa sen cổ hay hoa dây hay là màu nâu của pháp phục của Phật, tất cả những cái đó thì nó rất là gọi là in đậm, và đến thời điểm này thì vẫn chúng ta vẫn đang học theo cái đó. Và đồ tâm linh thờ cúng và những cái đồ truyền thống của Việt Nam thì cũng là những cái kế thừa từ quá khứ. Và cái này nó khác với gốm Trung Quốc ở điểm này đúng không? Nó khác, thì cái sự không ai học được đó chính là cái mồ hôi công sức và cái handmade của người Việt, cái tinh thần, cái bàn tay, cái trí tuệ và cái sự lao động cần cù của người Việt, và những cái họa tiết hoa văn, những câu chuyện Việt được kể trên những cái hình tượng gốm đó, thì đấy là cái giống và cái khác của gốm Việt Nam bây giờ. Nhưng mà về lâu dài ấy, trong những thời gian tiếp nữa, hiện nay nó cũng đang rất nhiều những cái nhóm nghệ nhân, nghệ sĩ, những người yêu gốm, người ta cũng đang tìm cái cách để khôi phục lại những cái dòng gốm cổ, và người ta cũng tiếp tục ở những cái thời đại này thì phát kiến và cải tiến tạo ra những cái dòng gốm nó độc đáo hơn nữa, để sau này khi mà nhiều năm sau để lại thì các con cháu hay các thế hệ sau này người ta vẫn thấy rằng cái gốm ở cái thời này, không phải là trước thời này nữa. Bây giờ thì chúng ta đang thấy là trước thời của chúng ta, đúng, cách đây là nhiều trăm năm nhỉ ạ? Thời Lý. Đúng rồi, nhiều trăm năm. Thế nhưng mà mình hy vọng là khoảng nhiều trăm năm nữa thì người ta thấy cái thời mà mình mới phát năng đang ngồi này. Vậy thì cái thời này đi, những người mà gắn bó với gốm như anh muốn gửi gắm đến cho hàng trăm năm sau, nó sẽ là một đặc trưng như thế nào? Cái đặc trưng nó cũng vẫn chính là cái chất Việt trong cái văn hóa của gốm. Cái chất Việt ở đây là cái lễ nghĩa, cái tác phong, cái đạo đức, cái uống nước nhớ nguồn, cái nghi thức, nghi lễ của các dòng tộc, các gia đình, và tất cả cái điều đó nó được thể hiện trên những cái vật dụng hàng ngày xoay quanh về gốm. Tức là mình đưa những câu chuyện Việt Nam, đúng rồi, những cái thương hiệu Việt Nam, đúng những rồi, thông điệp Việt Nam, đúng rồi, lên các sản phẩm gốm, đúng rồi, lên sản phẩm gốm và ứng dụng những cái đấy vào những cái cuộc sống hàng ngày. Đấy. Em có thể lấy để cho dễ hiểu này, một cái bình hoa bằng gốm đi, đúng rồi, thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái gì đó rất Việt Nam ở đúng trên rồi, đó, đúng rồi, ta hiểu là như vậy, đúng rồi, đấy. Vẽ Việt Nam và cái dáng của nó được lấy ra từ những câu chuyện cổ, những cái tích cổ. Anh có thể lấy một cái ví dụ cụ thể, chuyện nào, tích nào, dáng nào được không? Nó rất là nhiều, ví dụ như là hiện nay thì ở những cái lục bình chẳng hạn. Dạ. Đấy, những cái lục bình thì thường người ta sẽ có những cái cảnh ở trên đấy, là ví dụ như là tứ cảnh là xuân hạ thu đông chẳng hạn, hay là ví dụ như là tùng cúc trúc mai hay là long ly quy phượng, hay là người ta sẽ điêu khắc trang trí ám họa trên đấy, rồng phượng các thứ. Đấy thì đấy là những cái rất là truyền thống của người Việt. Rồi thì những cái câu chuyện như là các vị vua Hùng chẳng hạn, hay là Hai Bà Trưng Bảy Triệu, hay là Tranh Đông Hồ chẳng hạn, thì những cái hình tượng đấy nó sẽ được đưa lên gốm. Và những cái dáng không chỉ là dáng gốm hiện đại mà đưa câu chuyện cổ lên dáng gốm hiện đại, và bây giờ người ta cũng có thể là tạo tác lại những dáng gốm cổ trên những câu chuyện cổ và đưa cái sự đương đại bởi men, thuốc và cái cách làm. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ không có cái nguyên liệu ngày xưa. Cái đất sét bây giờ như nó vẫn phải trộn với cao lanh theo những cái công thức bây giờ. Đấy. Thì nó sẽ không giống cái cách làm nguyên liệu ngày xưa. Nhưng mà việc mà ta tạo ra những cái sản phẩm mang dấu ấn của thời hôm nay đó cho cả hàng trăm năm sau, mà những ước vọng của anh là 1.000 năm sau đi, thì cái công việc đó bây giờ nó có khó khăn lan dài? Nó rất khó khăn, bởi vì mọi người thường có một suy nghĩ là bây giờ còn đang còn khó khăn, đúng không? Còn đang phải lo miếng cơm manh áo, phải nói nôm na như thế. Cuộc đời rất nhiều thách thức. Thì hãy tính cho cái hiện tại, thì tại sao phải tính cho tương lai? Nếu như nếu mình không nghĩ như tương lai thì làm sao để có tiếp tục là một cái thế hệ nữa lại nói về cái ngày hôm nay? Đúng. Đúng ạ. Thế nên là khó khăn nhưng mà mình cũng vẫn phải làm thôi. Em nhớ là hình như là trong năm Ất Mùi thì phải. Cái dự án là 1102 có ra một cái sản phẩm quà tặng thủ công. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và lúc đó mang một cái tên là Kỳ Linh Ất Mùi. Đúng rồi. Và Kỳ Linh Ất Mùi nó có ý nghĩa như thế nào? Cái năm đấy là cái năm đầu tiên mà khi cái dự án 1102 ra mắt một cái quà Tết. Từ xưa đến giờ thì đến Tết ấy là mọi người có một cái thói quen ấy là sẽ đi tri ân những cái mối quan hệ của mình. Thế thì mình nghĩ rằng là tiền có thể tiêu là hết, nhưng mà một cái kỷ vật mà gắn với cái chủ nhân, gắn với cái niên, cái năm, cái thời mốc lịch sử nhất của năm, đó là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thì đấy nó chính là cái dấu ấn cuộc đời. Và từ cái suy nghĩ đó thì 1102 có ra đời một cái bộ sưu tập quà tặng có tên gọi là Kỳ Linh Ất Mùi, đó chính là lấy biểu tượng của con dê. Nhưng mà năm Ất Mùi thì nó là 60 năm mới quay lại một lần, tức là một cái lục thập hoa giáp, đúng không ạ? Người ta hay nói 60 năm cuộc đời ấy. Thế nên là cái thông điệp của cái quà Tết năm đấy nó có tên gọi là 60 năm tái xuất, 30 ngày hạ sinh. Đấy. Thế nên là cái bộ sưu tập Kỳ Linh Ất Mùi đấy nó cũng là một cơn sốt, bởi vì lần đầu tiên mà gốm kết hợp với sắt vàng kiêu kỵ,
gốm Bát Tràng dát vàng kiêu kỵ. Và đấy là một cái thách thức vô cùng lớn. Tức là mình cũng đã đến làng Bát Tràng rất nhiều năm nhưng mình chưa bao giờ thấy là có gốm dát vàng, phải nói đúng nghĩa là như thế. Thế thì lúc đó mình có nói với các nghệ nhân ở Kiêu Kỵ là bây giờ em muốn là đưa vàng lên gốm. Thì các anh nói là các anh từ xưa giờ là đi dát vàng, chủ yếu bọn anh dát lên tượng gỗ các thứ, chứ bọn anh không làm lên gốm bao giờ. Thì mình có nói là anh cứ làm thử đi, em nghĩ rằng là vì bản chất của dát vàng ấy là nó có lớp sơn ta ở bên trong, thì em nghĩ là nếu mình làm thì vẫn có thể lên trên gốm được. Và các anh ấy bắt đầu thử. Và thử nghiệm đầu tiên thì bắt đầu nó cũng đã ra được những cái sản phẩm. Và bây giờ thì nếu Phan Đăng về Bát Tràng thì Phan Đăng thấy rằng là nếu mà tìm được gốm không dát vàng ở Bát Tràng bây giờ rất khó. Toàn Bát Tràng, toàn dát vàng. 100% là dát vàng. Và mình có nói mấy năm trước, mình có nói trêu với các nghệ nhân là bây giờ chính là kiêu kỵ hóa Bát Tràng. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy xem phóng sự về Kỳ Linh Ất Mùi. Kỳ Linh Ất Mùi 2015 được coi là tác phẩm độc nhất vô nhị, mang đậm nét văn hóa thuần Việt. Được các nghệ nhân bền bỉ chế tác trong 30 ngày. 30 ngày hạ sinh từ vàng, đất, nước, lửa và cỏ cây. Phỏng theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ theo quy luật tự nhiên với vóc dáng oai hùng trên núi cao. Đất sét được lấy từ đền Hùng và đất sét trắng Đông Triều, nơi thờ Đức Thánh Trần cùng với nước phù sa sông Hồng hòa quyện để tạo nên men gốm hoàng thổ phù hợp với mệnh sa trung kim vàng trong cát của năm 2015. Không chỉ được chế tác kỳ công, tác phẩm này còn được các nghệ nhân dát vàng 4 số 9 và do các chuyên gia hàng đầu Việt Nam kiểm định. Cũng là linh vật dê của nhiều năm, nhưng dê Ất Mùi là biểu tượng của sự ôn hòa mà mạnh mẽ. Thưa anh, nhưng mà sau cái năm Ất Mùi đó thì mình không ra những cái sản phẩm quà Tết như vậy nữa đúng không? Mình vẫn liên tục, đến năm nay là 10 năm. Vẫn liên tục. Năm vừa rồi thì nó có tên gọi là Kỳ Linh Giáp Thìn Thiên Thời Vận Chín. Bộ sưu tập về rồng nó có 3 cái thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì cái bộ sản phẩm, cái phiên bản có tên gọi là Bình Minh Thăng Long, lấy câu chuyện của rồng Lý. Đấy là rất là oai hùng và niềm tự hào của dân tộc văn hóa Việt. Thì là cái hình tượng là rồng Lý. Thế còn cái đại diện cho hiện tại đó là những cái khó khăn, những cái thách thức nó luôn song hành bên cạnh chúng ta, thì nó là biểu tượng cá chép hóa rồng. Đấy, cá chép vượt vũ môn và hướng tới một cái gia đình thịnh vượng, một cái tương lai tươi sáng, thì đó chính là cái biểu tượng rồng gọi là Kim Long Thịnh Vượng. Đấy, thì năm vừa rồi mình có ra một cái bộ sưu tập gọi là Kỳ Linh Giáp Thìn với thông điệp là Thiên Thời Vận Chín, bởi vì chúng ta bắt đầu bước vào 20 năm khởi đầu của 20 năm của vận chín theo phong thủy Tam Nguyên. Thì cái bộ sưu tập đấy được ra đời và làm 999 tác phẩm. Thì cũng rất may mắn là đến ngày 28 là coi như cũng không còn sản phẩm nào nữa. Như vậy là trong 10 năm liên tục là cứ năm nào cũng có ra một bộ. Năm nào cũng có. Và năm nào cũng bán hết luôn. Năm nào cơ bản là sẽ bán hết trước. Lúc nãy anh có nói một số những các cái sản phẩm gốm đó. Thì ví dụ như là gốm thời Lý này, nó mang các cái màu sắc Phật giáo thời Lý. Thế thì trong quá trình mà anh Thành làm kinh doanh rồi gắn bó với gốm đó, anh có phải là người đâu đó cũng ảnh hưởng hoặc là cũng áp dụng một chút những cái triết lý Phật giáo nào đó vào trong cái hoạt động của mình không? Thực ra thì từ khi bắt đầu làm gốm, tức là gốm theo cái Phật giáo nguyên thủy gọi 4 cái từ là tứ đại bình an, là 4 cái yếu tố là đất, nước, lửa, gió để cấu tạo nên một cái vật chất có tên gọi là gốm. Nên chính vì thế mà từ khi mình làm gốm, ngày xưa mình không biết cái điều đấy đâu, nhưng mình thấy con người mình nó thay đổi rất là nhiều. Đấy, ngày xưa là cũng thích là mọi thứ nó phải hoành tráng ở bên ngoài, bóng bẩy, nó phải lao ra bên ngoài. Nhưng bây giờ thực ra mình lại thấy mình rất là thay đổi. Có nghĩa là mình cũng không quan tâm quá nhiều đến những thứ bên ngoài nữa, mà quan trọng nhất là bên trong lòng mình thấy nó bình an là được. Và chính cái điều đó thì mình cũng dành rất là nhiều thời gian để bắt đầu là nghiên cứu, đọc những cái cuốn sách về liên quan đến Phật giáo và tìm những cái lời hay ý đẹp, những cái điều tuyệt vời trong đó để mình trấn an chính bản thân mình. Mỗi khi mình gặp những cái thách thức cuộc đời thì mình lại tự động viên mình và mình nghĩ rằng là cái việc này nó thiện hay nó ác. Đấy, gốc rễ của vấn đề nó nằm ở đấy. Nếu nó là việc thiện thì mình không có ngại những cái khó khăn và mình cố gắng. Mặc dù nó có thể thua thiệt về kinh tế nhưng đối với mình nó không có thắng thua nữa, mà nó chỉ quan trọng những cái việc đấy nó thiện hay nó ác. Nếu nó thiện là việc nên làm. Anh vừa trả lời và cái câu trả lời vừa rồi ấy, thật ra nó chính là một phép mà trong thiền người ta gọi là quán tâm. Tôi nhìn cái tâm của tôi. Tôi làm cái việc đó bằng một cái tâm gì? Tâm thiện hay tâm ác? Tham hay không tham? Sân hay không sân? Si hay không si? Cho nên thật ra đấy cũng chính là một phép thiền đó. Và khi mà anh đã biết rằng là tôi làm một cái việc này bằng một cái tâm thiện, đây là việc thiện,
thì biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thách thức tôi đều sẵn sàng đối diện cả. Anh có thể kể một cái ví dụ cụ thể cho một khoảnh khắc như thế được không? Trong lòng mình ấy, thực ra là trong nhiều năm qua nó có rất nhiều cái khó khăn tác động vào, kể cả kinh tế, kể cả công việc, sự xáo trộn này kia, nhưng mà lúc nào cũng phơi phới. Đấy. Nhưng mà mình vui ở trong lòng bởi vì là thực ra cái việc mình đi, cái con đường mình đi nó đúng. Cái thứ hai nữa là mình chưa bao giờ có ý đồ hại ai hay là tìm cách lấy cái gì đó của ai. Tức là cái thời gian mà mình về Bát Tràng, mình có mở một cái thương hiệu gốm có tên gọi là Bát Tràng Family, và mình cũng mở được 60 cái siêu thị trong vòng một năm. Đấy. Và trong cái giai đoạn đấy thì khi mà mình nghĩ rằng là mình đã hiểu về gốm rồi, nên khi mình kinh doanh mình có tổ chức toàn bộ các cái nhân sự của mình, họ nhập hàng tại các cái nhà sản xuất. Có rất nhiều những cái sản phẩm, bởi vì mình mua với cái số lượng rất lớn trong một thời gian rất ngắn, thì rất nhiều những sản phẩm loại 2, loại 3 mà nhiều năm qua người ta không bán được, người ta đưa vào trong các cái sản phẩm đấy. Mặc dù mình sau đó mình có biết những điều đó, nhưng mình suy nghĩ lại và nó cũng xảy ra một cái việc là gì? Các đại lý của mình họ bắt đầu là tìm cách họ nhập trực tiếp của các nhà sản xuất. Thế nếu như là một cái người bình thường sẽ phải rất là lồng lộn lên và cảm thấy rất là bức xúc và mất đi rất là nhiều thứ. Bởi vì nếu nói về tiền thì mất đi một cơ hội làm ăn lớn, mất đi số tiền rất là nhiều. Thế nhưng lúc đó mình suy nghĩ lại, mình nói rằng là cái gì nó của ai thì cuối cùng nó sẽ phải về với người đó. Cũng có thời gian mình bị mang tiếng rất là xấu ở Bát Tràng. Đấy, cũng bị rất nhiều cái lời đồn, phải nói là lời đồn cay nghiệt luôn ấy. Có những lúc mình đã nhiều lần đã xác định bỏ Bát Tràng, không làm nữa và sẽ phải quay lại cái nghề khác. Đấy. Thế nhưng mình có một người anh chơi rất thân, anh ấy là cái người sáng lập ra cái tranh thiếu XQ, anh Quân. Anh ấy có nói với mình một câu rằng là tức là đào sâu thì ắt sẽ có kim cương, nên em phải rất là kiên trì. Đấy, và em không được bỏ cuộc. Nếu em bỏ cuộc là em sẽ mất đi tất cả những cái thứ em đã xây dựng và những cái điều người ta nói về em là sẽ là đúng. Đấy. Và chính vì điều đó thì bắt đầu mình đấy mới trụ lại đến thời điểm này. Chứ cách đây khoảng 3 năm mình đã định bỏ cuộc và đã dừng. Ồ, hóa ra là như vậy. Đấy. Và rất là cay nghiệt, nói chung là có những lúc là người ta nói rất là kinh khủng. Đương nhiên, bởi vì không nói trực diện, nhưng nó là một cái làn sóng đằng sau. Đấy, nó bảo tinh tướng chưa rồi thì đấy, làm ăn có biết cái gì đâu, rồi cuối cùng là cũng chết này kia, rồi sẽ chết. Nói chung là rất nhiều những cái tác động vào, rồi lại cộng cái việc là cái chớm vào Covid nên công ty nó cũng gặp khó khăn. Thế nên là nó cũng có một cái giai đoạn bị mất thanh khoản về tài chính. Đấy, mọi thứ nó dồn lên. Thế nên là nói chung là tương đối là mệt mỏi. Lúc đấy mà không giữ được cái tâm bình an. Đúng rồi. Mà bước xúc lên này, mà quấn vào ăn thua này, là hỏng hết. Thì cũng may mắn là từ bé đến giờ mình cũng không bị cái tính ăn thua. Tức là cũng rất là khát khao phát triển. Nhưng ví dụ như ngồi đây để so sánh là ông có gì, tôi có gì này kia, thì thực ra mình lại không quan tâm cái điều đấy nhiều. Bởi vì mình chỉ tin vào cái thứ mình tạo ra thôi. Đấy, hay trước một cái quyết định, từ cũng đấy chính là những cái lần mà ngấp nghé cái bờ vực của sự phá sản ấy. Và cái khó khăn, những cái nút thắt của cuộc đời ấy, thì là tại sao mình vẫn còn bình tĩnh được là vì trước cái khó khăn đấy, nếu như chọn một cái quyết định thì hy sinh về quyền lợi, về kinh tế hay là mình chịu thiệt một chút thì mình ok, để làm sao mình giữ cho cái đại cục nó phát triển. Nên rất nhiều cái cuộc mà phải đàm phán với các đối tác để kéo giãn công nợ hay là để giải quyết những cái vấn đề nó có những sự cố xảy ra, thì cái điều mà mình cuối cùng mình sẽ đứng ra mình nhận, đó là nhận thiệt về bản thân. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Trung Thành với những cái chia sẻ mà thật sự là của một con người đã đi qua rất nhiều trải nghiệm trên thương trường. Và đến năm 36 tuổi thì tìm được một cái bước ngoặt của cuộc đời mình. Và sẽ gắn bó với gốm đến tận cuối đời. Đấy là điều chắc chắn. Chắc chắn. Vậy thì trước khi chia tay khán giả, không biết là anh có muốn gửi những cái lời tâm sự cuối cùng gì về một bước ngoặt của cuộc đời anh, về sự gắn bó của anh với một cái sản phẩm, một làng nghề rất là truyền thống của Việt Nam mình hay không? Sau khi trải qua rất nhiều những cái thách thức ấy, thì cái điều quan trọng nhất để cho chúng ta lạc quan và vượt qua được cái khó khăn lúc đấy là chúng ta không đi tìm kiếm những cái niềm tin bên ngoài, mà chúng ta phải tìm kiếm cái sự chính cái niềm tin trong chính mình ấy, cái hy vọng của mình bên trong. Tức là mình phải tin mình đã, mình phải tin là mình có thể vượt qua được điều đó, hay nữa mình phải tin cái điều đó một cách tử tế. Đấy. Chứ không phải là vì là tôi sẽ làm một cái việc sai này để giải quyết cái việc này là mình sẽ không được làm như thế. Thì chính cái niềm tin tử tế đấy nó sẽ giúp cho mình qua được. Hình như nó có một cái phép màu, một cái năng lượng, một cái sự đặc biệt. Và cứ mỗi một lần mình như vậy thì nó lại xuất hiện một nhân vật mới. Lại xuất hiện một cái người, một cái mối quan hệ, một cái yếu tố mới mà họ xuất hiện và họ lại giúp đỡ mình. Thì đấy là cái điều mà nói về cái trải nghiệm cuộc đời. Nếu nói về cái nghề gốm ấy thì hiện nay đại đa số mọi người đang làm gốm chạy theo nhu cầu thị trường. Nhưng mà cái mà mình đang mong muốn và hướng cái ngàn năm gốm Việt ấy là đi tới một cái việc là phải tạo ra một cái con đường gốm đạo.
Tức là đạo là đường mà một con đường về gốm, nhưng mà đạo đây cũng là đạo Phật, và tất cả những cái gì thuộc về văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người Việt thuần truyền thống, cái vật phẩm gốm, cái gốm nó sẽ được hòa quyện vào cái giá trị và cái cuộc sống hàng ngày để tạo ra những cái ngôi nhà Việt. Và trong nhiều năm tới chúng ta sẽ có rất nhiều ngôi nhà thuần Việt, thuần gốm và thuần cái giá trị văn hóa truyền thống. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Niềm tin vào mình và niềm tin tử tế vào mình, đấy là những thông điệp rất là ý nghĩa mà nhân vật của chúng ta đã chia sẻ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng những thông điệp ý nghĩa đó sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc đời mình. Xin cảm ơn nhà tài trợ Tôn Hoa Sen và xin hẹn gặp trở lại quý vị vào những chương trình tới đây. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Gần cả năm rồi mà vẫn chưa xong ngôi nhà xinh. Làm sao đây anh? Đừng lo nhé em ơi. Em à, vì giờ đã có Hoa Sen Home chất lượng cao. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, chuyên phân phối đa dạng các mặt hàng vật liệu có thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. Hoa Sen Home, ôi sao tuyệt thế, giải pháp toàn diện cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.